Rồi, xin chào mọi người nha. Sáng nay mình giao lưu cho mọi người một cái cá mai dạo lùm một cốt. Thì cái này là có chiều cao là 1,2 m, bề ngang là 1 m. Hoành nó thì đỡ mình đúng chừng thôi. Hoành thì cũng nhỏ anh em, tầm 13-14 anh em. Thì mình lựa mấy cái cây mà nó đầy đủ lá mình giao lưu cho các bạn nha. Đấy, coi một cốt lên rất đẹp, dâm tán rồi nó đều ha. Đấy, chứ còn mấy cái cây mà nó chưa đủ lá mình chưa giao lưu nha anh em, chưa đủ lá thì mình chưa giao lưu, mình coi đủ lá rồi thành phẩm mà mình giao lưu giá rẻ thôi. Đó, cây lên rất là đẹp, form đẹp nha anh em. Tây dâm nó kín mít luôn, đều tứ diện nha. Cây mai rất đẹp nha, giá rất là rẻ. Rồi, anh em nào thiện chí giao lưu liên hệ mình. Dìm tán băng tán nhìn mình dưới từ phần gốc đi lên này, anh em không đẹp sệt luôn, kín mít luôn. Gieo rin nha anh em, cái mà rin ươm trồng từ hạt lên, cái nằm chậu nha anh em, không phải theo đất. Chậu này chậu 45-50 anh em, chậu 50 phủ bì 50. Tây dâm rồi được không? Đó, quá đẹp. Rồi, anh em nào thiện chí giao lưu liên hệ nha. Đây, mình quay phần mình đây nữa cho anh em thấy được cái độ tròn dình của nó luôn. Đó, cây cốt hơi nhỏ nhưng mà nó khéo nha anh em, giờ bấm dằn dâm tây nó làm kỹ anh em. Tây dâm nó nhiều, nó nuôi tây dâm mai Bình Định là nó không có nuôi thân như mấy anh em ở miền Nam người ta theo đất đâu. Thuốc thân nửa găng tay anh em, nửa găng tay không anh em, mua và mình sưu tầm chơi rất là ok nha anh em. Rồi, mai rất là đẹp. Rồi mình quay được ha. Mình phía bên đối diện một lần nữa, anh kết thúc video luôn.